phía đông bắc bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Phía tây bắc bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ.